này da giòn lắm anh nhỉ. Nhìn thấy cắt cái da rất là sướng. Đây, này là mình quay từ mấy giờ rồi? Quay á? Sớm à? Từ đêm qua là đâu? 4 giờ như vậy. Sáng nay. Sáng nay mới làm. Bốn giờ bốn giờ. Cái tầm 7 giờ là xong qua rồi hết rồi. Nguyên ăn cái củ đây luôn. Con này 70 cân không anh? Không biết đâu. Cái đấy cái to phết mà nhỉ? To nhé. Cái to sắc phết. Lấy mấy mấy 20 cân bây giờ lấy to to. Này quay cái da rất là giòn luôn, màu màu quá là đẹp luôn các bạn. Với người cũng cao quá. Cái này mình ngày quay cao nhất là bao nhiêu con đấy? Đi theo miếng nào miếng đấy vàng ươm luôn các bạn ạ. Nhìn anh quay rất là kỹ nhá, làm lông con lợn rất là kỹ luôn này. Chính ra em cứ ăn cái phần mỡ này anh ạ. Cái phần mỡ à? Thế mà người lại vẫn gầy nhỉ? Ôi, mỡ nhiều phết đấy nhỉ. Thế này tán cái mỡ ra. Không ăn thì tí nữa để cho em ấy. Rồi là em thấy cái mỡ này còn hơi béo nhỉ anh nhỉ? Thì thường con lợn mà béo thì là cái da sẽ rất là giòn mà nó kiểu như dày á các bạn ạ. Giòn tan luôn. Anh ấy sao mình phải lồng túi này vào anh? À, vào quả thật thật mà. À. À, thế ạ. À. Lên màu, màu lên rất là đẹp các bạn. Thế là quay từ lúc bao nhiêu giờ ạ? 5 giờ. Bây giờ 3 tiếng rồi. 3 tiếng rồi. Quay trong vòng 3 tiếng rồi. Rồi. Đây đây là cái đuôi này, còn đang để cả đuôi luôn, rất là ngộ nghĩ luôn các bạn ạ. Con lợn đang chổng ít nhá. Mình xin phép chủ quán là thử một miếng xem cảm nhận cái bì nó giòn thế nào. Quá giòn luôn. Còn nó phết không nha, các bạn có thể cảm nhận cái tiếng giòn mà khi mà mình nhai của nó á.
quá giòn tuyệt vời luôn. Ăn thêm miếng nữa. Cái này phải ăn kèm với cả lá mật các bạn ơi, đây này. À, tuyệt vời luôn nha. Chảy chấm cái nước ở trong bụng luôn. Đây nha các bạn nha. Mẹ từ này miêu tả hơn các bạn. Nhìn cái màu đó giòn lắm các bạn ạ. Nếu mà con lợn mà giòn giòn các bạn sẽ nhìn thấy cái bì ấy, biết luôn. Mình ăn chấm tận quán luôn các bạn, quẩy luôn. Em miếng mỡ anh thân ạ. Cái này phải nói là giòn cộp cộp luôn các bạn, như bánh đa luôn.